cả mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ làm clip về vị tướng sát thủ Toro cho anh em xem nha. Đây là một vị tướng sát thủ mà mình mới vừa nói thôi. Chứ thật ra con này nó là cái con tướng đỡ đòn các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay mình chuyển hướng cầm bộc phá để trở thành sát thủ xem cái kết nó sẽ như thế nào nha. Đầu tiên thì mình sẽ tăng cái chiêu 2 trước. Mít theo mình không có ở đây đâm ra mình sẽ ra đường giữa mình sờ quái mấy con quái này cái. À, chiu ăn mấy con quái này cho nó lên cấp các bạn ạ. Mít theo mình không có ở đây thì mình cứ xả láng thôi. Ái chà chà. A đồ thằng này láo nháo. Húc cho một cái, đấm cho một cái, gồng cho một cái, rồi né cho một cái. Muốn ăn tôi sao? Muốn ăn tôi sao? Muốn giỡn mặt với tôi đâu có đứa được các bạn. Bạn đùa với cả sát thủ Toro à? Toro thì nó thường thường ngày xưa mình sẽ sử dụng cái tốc biến ấy, hoặc là cái hồi máu các bạn ạ. Nhưng mà giờ này thì mình sẽ sử dụng cái bổng phá luôn cho nó một hướng nào. Gồng này nó cứ đùng nè đó. Tại vì bộc phá bây giờ nó đang được tăng sức mạnh các bạn ạ. Đang sức mạnh đó là giảm thời gian hồi chiêu khi mà mình bộc phá mà ăn được một mạng ấy. Đâm ra thì mình thấy là Toro như cầm bộc phá nó sẽ khá là ngon nha các bạn. Trận này đi support cho anh em xem này. Trời ơi, thằng Nakoroth kìa nó giết đồng đội mình rồi. Ây da, wow, thì là đông quá đi. Mấy làm sao, mấy bạn muốn như thế nào? Mấy bạn có cho tôi về không? Không về luôn các bạn. Mình quyết định mình không về, mình đứng đây ăn lính này xem tem ban kia nó làm được cái gì mình. 3-4 thằng nó sâu đầu mà mình nó muốn sâu xé mình hay gì ta. Làm sao? Băng trụ với chúng tôi nè, băng trụ với chúng tôi nè. Đi về đây, đi về đây. Rồi xong luôn, teo nát nó bắn chết vị tướng Nagoroth tem bạn luôn. Ê giời, ở lại luôn. Ít máu nhưng mà tem bạn nó cũng ít máu mà. Đâu có phải mỗi một mình ít máu đâu. Đấm luôn, có cấp 4 luôn rồi các bạn à. Hãy à, 1, 2, 3. Ôi trời, bục. Trời ơi, bục phá không ăn được mạng anh em ơi. Nhưng mà rất may mắn là mình có cái chiêu 2 là mình vớt vát được. Nếu như mà, ai da, ai sợi, mày áo nháo này hút mày luôn. Mình thì sợ bạn quá cơ ấy. Mình thì ngán bạn quá cơ ấy. Natalia kìa, Natalia nó thấy mình có tốc biến thì kêu ôi trời ơi, câu kéo được cái tốc biến. Câu kéo luôn được cái chiêu 2, câu kéo luôn được cái chiêu cuối. Ê, chùm câu kéo ở đây chứ đâu. Tuổi gì mà đòi ăn được mình các bạn. Đâu có dễ như vậy. Chà, ổn. Get go, get go, get go. Get, get go. Get go, get go. Ai chà. Ai chà. Ai chà. Rồi xong. Bày nú hỡi. À. Ôi trời ơi, con sâu này đi đâu? Đấy này, đấy này. Dính trưởng luôn anh em ạ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. À, tem bạn nó không có cái gì khống chế nó cứng hết, mình sẽ lên cho nó cái phụ trợ đại địa thần khiên đi. Tại vì mình sẽ lên cho cái giày kiên cường, đâm ra thì lên cái này là hợp lý. Cộng với cả nội tại của Toro nữa. Bắn đi, 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 đúng rồi, bắn đi, bắn quá trời, tụi nó đi bắn ơi. Bắn cho nó tụt quần tụi nó ra đi anh ơi. Nào vào đây. Đi. Úi giời. Wow, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Có đừng có chết, đừng có chết. Mình ra mình bộc phá, mình ăn mạng. Trời ơi, buồn quá anh em ơi. Bộc phá ăn mạng mà khó khăn quá. Đó, bắn giờ. Đấy, đấy, bắn nó đấy. Ái chà. Băng trụ nha, băng trụ nha, băng trụ nha. Có bộc phá nha. Chờ lính ở sau vào đây rồi, có lính ở sau đây rồi, lấm nó anh em ơi. Chạy đi đâu, bộc phá chạy. Ui là giời. Em không ăn được mạng, nó xàm chứ các bạn. Không tin được tại sao lại xàm xí đú như vậy. Quá buồn trong một cuộc tình anh em ạ. Ai chả, ai chả, ai chả, ai chả. Bập mày nè, bập mày nè, gõ vào đầu này, quýnh mày nè, chơi mày nè. Hư nè, lấm liền.
cuối cùng mình không cái được mạng với cái bộc phá là mình sẽ không được hồi chia cái chiêu bộc phá các bạn ơi. Buồn dã man con ngan luôn. Phải chi mà bộc phá mà ăn được mạng cái là nó hôi luôn cái chiêu bộc phá. Tí nữa mình lại bộc phá được tiếp. Trời ơi, sát thủ kiểu gì mà bây giờ mới ăn được con một mảng thế này. Sát thủ này hơi tù anh em ạ. Sát thủ này hơi Sida tí. Đi đâu. Mày chết. Mày hư nhỉ. Trời ơi. Nhức cái nách. Ra đây, cho đấm mới coi. Cho mình đấm mới các bạn ơi. Mày em nói tốc biến à? Con hàng này, tốc biến đi đâu? Ừ. Không làm gì nó các bạn ơi, nó có cái trụ đó. Hết chiêu rồi, chả đáng như gấm như hết trồn ấy. Các bạn xem clip của mình cho mình xin một like với nha. Trong cái video ngày hôm qua các bạn kêu mình làm vị tướng về vị tướng sát thủ Turo thì hôm nay mình triển luôn nha. Cũng có một số những vị tướng khác được anh em yêu cầu nhưng mà mình sẽ làm Turo trước thôi, mà mình sẽ đọc comment và làm video sau của các bạn là bạn nào yêu cầu nhau nha. Ai chả bây giờ vẫn chưa ăn được mạng các bạn ạ. Hơi căng. 6 phút rồi mà thế này thì hơi hơi buồn nhá. Quánh nhau anh em ơi. Quánh nhau mà không có mình buồn ghê luôn á. Đi nào Tèo. Chơi tụi nó đi Tèo. Sao lại phải xoắn mai mấy thằng này. Mình này tuổi gì. Tuổi gì mà đói ăn được của mình. Ấy chà chà. Ok get go. Rồi xong có mạng rồi. Bạn chạy được nào. 1, 2, 3. Lung linh là lên luôn. Bục phá hồi liền các bạn ơi. Đấy. Nó phải như thế anh em ạ. Bục phá bắt là ăn mạng luôn. Thế nó mới cứ xịn chứ. Can Đam vẫn chưa chuẩn lắm anh em ạ. Can Đam để bục phá vẫn chưa có được xịn sò cho lắm. Tâm ra nó hơi bị lâu lâu mới ăn được cái. Rồi đây rồi. Này ông xem bục. Trời ơi sao vậy trời nè. Căn bộc phá rồi mà sao vẫn không được ta. Thiệt là kỳ cục quá nha. Không thể tin được. Rồi lên giáp Gaia cho nó hồi máu ý coi. Ai chà. Bập. 1, 2, 3 hút cho một phát nè. Chơi cho một cái nè. Ai chà bạn ơi. Bạn thích cái gì đây. Bạn muốn cái gì đây. Rồi xong bạn xong rồi. Xong với mình rồi bạn ơi. Cũng không ăn được mạng các bạn ạ. Ơi giời ơi. Ơ được mạnh nha nói chứ. Ơi giời ơi. Mày hả mày. Mình đang đợi cho cái bộc phá của mình hồi các bạn ạ. Để mà mình hút nó. Mình Bây giờ mình mới chơi đấy à. Xịt chưa anh em ơi. Ái chà. Hư nè. Mày nháo à mày. Cái gì. Bạn muốn cái gì của mình. Bạn muốn làm gì đây. Hả. 1, 2, 3. Đây xăm là cô. Bạn là xô. Cô chô. Lô. Ây da. Đèn quá. Vậy mà vẫn để bị nó bắt cóc. Thiệt là bó tay tu luồng đó. Này cái Robin kia là đánh được ấy. Bạn đấy có lẽ sẽ là nhân tố bí ẩn của theo bạn. Trông cũng múa ra gì phết. Khi mà có Aya lên đầu thì cũng đáng sợ đấy. Nhưng mà không có Aya thì không biết sao. Chắc là không giòn đâu. Úi dồi ôi. Đâu. Chơi nè. Đứng đây đợi chờ.
xem con hàng đi đâu. Anh em nào muốn mua nick thì vào shopping.org dưới phần mô tả video nha các bạn. Hoặc là cái link của mình đã ghim đó. Mày chết. Ái chả, ái chả, ái chả. 1, 2, 3. Ơ bụng. Trời ơi, lại nữa hả? Cho em ăn đi anh ơi. Em buộc phải em ăn mạng nhớ ấy. Sát thủ hôm nay nó hơi bị tù nha. Toro sát thủ đây. Mà mẹ ăn được có 3 kill thế này thì chán chết đi được. Ăn đồ. Thằng này dám đánh đồng đội tao hả mày? Chơi, chơi mày nè. Chơi bạn nè, chơi bạn nè, chơi bạn nè. Đi đâu, đi đâu, đi đâu, thì về đó đi. Đây nè bạn ơi, gió nè, có mạng cho tên mình nè. 1, 2, 3, bùm, bùm, chạ, lên nào. Không có, bộc phá. Có bộc phá, mình sẵn sàng băng trụ, mình đấm cho thêm phát nữa, bộc phá chắc chết luôn quá. Trận này mình đi hỗ trợ đồng đội mình ít thôi. Chủ yếu là mình sắp thủ mà mình sẽ chờ cho bạn nó dâng cao lên sau mình sẽ móc từ đằng sau. Đi chơi đấm get go ý giờ ý giờ ý giờ ý giờ bắn mày chết. Có một phá anh em ơi, có một phá anh em ơi. Bầm 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 mưa hơ hơ hơ. Quá êm, quá êm mày hả bưởi, đố với cả đầu gấu hả mày. À, trời ơi, trời, trời, trời ơi, thôi rồi đồng đội tôi luôn. Thôi rồi đồng đội tôi luôn. Anh cha, anh cha. À đủ, nè, có đốt thêm bên bạn hay quá anh em ơi. Nó chém hết đồng đội mình luôn rồi kìa. Wow. Quá VIP slip. Đỉnh của chóp luôn. Mày, mày hả bưởi. Lên nào. Mình ăn mạng vẫn hơi ít anh em ạ. Có 5 kill như thế này thì có đoán được gọi là sát thủ không? Chắc có lẽ là không đâu. Mà là siêu sát thủ. Êm 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 êm. Ăn mang mạng chết một mạng, hỗ trợ 5 mạng vậy là ổn rồi. Đang đi ra cà khịa cho mạng cái. Sát thủ săn mồi thì mình sẽ đi lẻ đi. Siêu sát thủ mà. Săn mồi là mình phải đi đơn đấy chứ. Rồi 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 rồi, quay đi quay lại, quay đi quay lại. Này thì quay đi quay lại nè, quay đi quay lại nè. Quay nó được không các bạn? Úi giời ơi đồng lế. Mấy bạn chơi hội đồng mình à? Mấy bạn tính ăn thịt bò với chúng tôi à? Này thì bướng nè. Đi lên đi xuống, đi lên đi xuống anh em ơi. Úi giời, tuổi gì mà đòi đánh với mình các bạn? Mày hả bưởi, mày hả bưởi. 1, 2, 3. Lên nào, lên nào. Úi giời ơi, úi giời ơi. Úi giời ơi, em xin 6 kill rồi. 6 kill rồi mà tem bạn chết sạch rồi. Chỉ còn một mình nạc rọt thôi anh em ơi. Rồi này có đốt lao vào chém kìa. Quánh bỏ vỡ luôn, sợ cái méo gì. Náo nháo, chém chúng tôi à. Nhưng mà ít máu thế này, nào có đốt chém đam to lắm các bạn ạ. Thôi xong tem bạn thua rồi. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi video về vị tướng sát thủ Toro của mình nha. Toro hôm nay làm ăn cũng tạm được thôi các bạn, chứ chưa được lắm. Nếu mà được lắm phải mười mấy mạng mình mới chịu hài lòng cơ. Nhưng mà thế là cũng ổn rồi. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào clip sau nha. Bạn nào muốn mua nick thì vào shop anh ảo.org nha. Bye bye.